Các bạn ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1. À, anh Tuấn có biết là tôi có một cái kỷ niệm mà mà có lẽ là có một cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của tôi là liên quan đến ngày ngày mùng 4 tháng 1 là gì không? Tôi chỉ biết ngày mùng 3 tháng 1 thôi. Tại à. vì có một lần anh viết về ngày mùng 3 tháng 1 về những cái ước mơ của anh khi anh bước chân lên máy bay. Ông anh có tác tôi vào và anh nói rằng là cùng đang cùng xây cái giấc mơ là nâng cao dân trí chí tài chính thì tôi nhớ là ngày mùng 3 -1, anh Long ạ. À, không phải mùng 3, tại sao nó lại có ngày mùng 3 và ngày mùng 4 vì ngày mùng 3 thì anh Tuấn nói đúng rồi đấy. Tức là hồi đó là à, vào năm 2000 tháng 1 năm 2007. Ừ, tức là bây giờ là cách đây là 10 16 năm rồi. Ừ thì ngày mùng 3 là mình bước chân lên máy bay đi ra đi tìm đường cứu nhà, cứu đấy, nhà. Đấy, cứu mình. Đấy. À, cứu mình ra đi tìm đường cứu mình cho nó dễ hiểu. Ừ. Thì mùng 3 mình bước chân lên máy bay thì mùng 4 mình đến nơi À đấy, rồi ok. Đấy thì ngày mùng 4 tháng 1 sáng sớm ngày 4 tháng 1 là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nước Úc. À. Đấy và vào năm 2007 và khi đó thì À, mình là hồi đó thì nhà nào cũng nghèo, ai cũng nghèo. Ừ thì mình phải uh, tìm được một cái học bổng toàn phần của chính phủ Úc. À. Đấy. thì uh, tôi cũng được may mắn được cái học bổng đó và sau đó thì ngày mùng 4 tháng 1 năm 2007 là ngày lần đầu tiên mình đặt chân đến nước Úc. Ừ. Anh Tuấn biết là cái cảm nhận đầu tiên là gì không? 6 giờ sáng khi à. mà đặt chân đến. thì tôi nghĩ rằng là bắt đầu từ cảm nhận của tôi khi lần đầu sang châu Âu đi, đầu à. tiên là tôi nghĩ rằng là nó văn minh và nó sạch sẽ. à oh, ok cái đó rất đúng này. tôi cũng uh, cũng như vậy thôi. thì mình đến úc thì uh, đi theo đoàn các ừ. uh, anh chị và các bạn cũng theo cái chương trình học bổng đấy. Ừ thế thì cũng có một số người thân bạn bè à, em trai em gái mà của các anh chị trong đoàn ấy thì đã đang học ở nước úc vào thời điểm đấy thì họ ra, ra sân bay đón ừ. thế thì một điều làm tôi rất là ngạc nhiên là lúc đó thì xuống thì khá là khát nước ừ. mà không biết mua nước ở đâu rồi ừ. ngôn ngữ tiếng anh tiếng nước thì cũng bập bẹ thời đó mà ừ. Ừ. thế thì gặp một em một chị bạn thế thì em ấy cứ bảo là thôi anh tốt nhất anh vào toilet uống nước ừ nhưng mà toilet làm sao uống nước thế là bạn ấy bảo vào trong đấy nó không cái vòi mà chuyên để uống nước rồi đấy cái vòi đó thì anh cứ ấn vào và anh gáy miệng vào uống thôi à. đấy thế mình rất ngạc nhiên mà lần đầu tiên trong đời mình mới thấy một cái lời khuyên là anh vào toilet uống nước từ vòi đấy. nhưng mà thực tế là như vậy thì khi đó thì à, sang được đến nước úc thì tôi thấy rằng là có một cái sự khác biệt rất là lớn đấy, đặc biệt là vấn đề về môi trường sống môi à. trường chất lượng sống chất lượng nguồn nước, chất lượng không khí và rất nhiều thứ khác. Thế thì nhân cái ngày này chúng tôi cũng uh, uh, thực hiện một cái chương trình mà tiếp theo cái chuỗi chương trình về phát triển xanh uh, của kênh tài chính kinh doanh và cũng là một cái dịp đầu năm 2024 thì uh, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đó là uh, đã đến lúc các nhà sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm cho vòng đời uh, của cái sản phẩm mà mình sản xuất ra. Bà. Thì cái khái niệm này viết tắt là EPR, Đấy, EPR góc kia, EPR là Extended Producer Responsibility tức là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất Đấy, hay là trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng. À, thì à, tại sao chúng tôi lại đề cập đến nội dung này thì không phải liên quan đến câu chuyện của cá nhân tôi vào ngày 4 tháng 1 khi đặt chân đến nước Úc đâu mà là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 thì à, rất nhiều các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ phải bắt buộc phải tuân thủ các quy định về trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng tức là tuân thủ EPR và từ đó nếu như doanh nghiệp nào mà không đáp ứng được hay không nắm bắt được những cái nội dung này thì sẽ phải có lẽ là sẽ phải chịu những cái tổn thất khá là lớn đúng không ạ vâng. thế thì trước tiên trước khi mà mọi người đi vào nội dung chính của chúng tôi ngày hôm nay thì xin mời các bạn theo dõi những cái nội dung để chúng ta hiểu thế nào về EPR bạn muốn đầu tư cổ phiếu nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn dự báo về tương lai của doanh nghiệp và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp? Chương trình CCBA sẽ là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CCBA là chương trình hướng tới phân tích cơ bản, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác để đầu tư vào công ty hoặc cổ phiếu có giá trị. Dưới sự đào tạo trực tiếp từ giảng viên, học viên CCBA sẽ hoàn thành dự án phân tích chuyên sâu trong 3 tháng để tìm hiểu thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website afa.edu.vn hoặc hotline Zalo 094 238 6611. Cùng với xu thế tất yếu của thế giới, Việt Nam đang từng bước phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, tái chế chất thải. Một trong những giải pháp xanh cho nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững chính là tái chế chất thải hiệu quả. Định hình được nhân tố này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng loạt văn bản nhằm tăng cường quản lý chất thải, tái sử dụng, tái chế, trong đó phải kể đến chỉ thị số 33 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa, quyết định số 1746 về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Đặc biệt, với mục tiêu hoàn thiện chế định quản lý chất thải rắn, theo hướng coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên, luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa ra quy định EPR với hai trách nhiệm là trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải và trách nhiệm tái chế bao bì, sản phẩm của nhà sản xuất, nhập khẩu. Trong đó, trách nhiệm tái chế sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Kể từ thời điểm này, các nhà sản xuất, nhập khẩu pin, quy, dầu nhất, xăm lốp và bao bì thương phẩm sẽ phải có trách nhiệm tái chế sản phẩm bao bì do mình sản xuất nhập khẩu sau khi người tiêu dùng thải bỏ như vậy nếu như trước kia các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu chỉ tái chế lượng rác từ sản phẩm của họ theo tinh thần tự nguyện thì giờ đây họ phải thực hiện nghĩa vụ này theo quy cách và tỷ lệ bắt buộc được quy định trong luật và các văn bản dưới luật ảnh hưởng của chính sách này đến nền kinh tế việt nam và các doanh nghiệp như thế nào hãy cùng theo dõi phân tích của chúng tôi ngay sau đây vâng một câu chuyện rất là hay của anh long về cái môi trường của nước úc chắc chắn là họ cũng có những cái tiêu chuẩn những cái nguyên tắc để giữ gìn được cái môi trường như vậy à, tuy nhiên thì hôm nay các bạn có thể thấy rằng là trên mặt bàn tôi là một cái tôi thấy rằng là ở hà nội hay là các thành phố lớn ở việt nam bây giờ rất là quen thuộc đó là một cái vỏ chai ở đây thì bọn tôi cũng có bóc cái vỏ nhãn đi để tránh cái chuyện là có thể đề cập đến một nhãn hàng cụ thể thế thì câu hỏi đầu tiên của tôi muốn dành cho các bạn ở kênh tài chính kinh doanh những người đang theo dõi và thực sự quan tâm đến môi trường đó là theo bạn ai có sẽ có trách nhiệm khi mà chúng ta uống một chai nước này và chúng ta đưa ra ngoài khi mà chúng ta uống nước xong thì thông thường là chúng ta sẽ sẽ gọi là đưa, đưa vào rác đúng không anh Long? À, đúng đưa rồi. vào rác là có bạn nào mà tốt thì có thể phân loại rác rồi tái chế không tái chế còn đa phần tôi nhìn thấy rằng là sẽ vứt ngay ra ngoài môi trường. Cái câu hỏi của tôi thì dành cho các bạn là các bạn có thể giúp tôi rằng là ai sẽ chịu trách nhiệm ở góc độ tổng quan nền kinh tế đối với cả những cái rác thải này hay không? vâng các bạn có thể có những lựa chọn một là chính là người tiêu dùng Để vâng. sau khi tôi uống hết những cái phần ruột rồi tôi bỏ nó đi thì tôi sẽ phải có trách nhiệm tái chế cái này vâng ở giống như là, là một. À, một là trách nhiệm người tiêu dùng hoặc là tôi có thể được à, phải trả tiền cho cái này hoặc vâng. là tôi có thể nhận được nếu như mà giống như lần trước tôi có nói ở đức khi mà anh đưa một cái chai này đến thì anh sẽ nhận được 25 mươi năm cent vâng, vâng. một là người tiêu dùng hai vâng. là hai, hai là. là chính là cái công ty mà sản xuất ra cái sản phẩm này vâng đấy và cái này nó gọi là cái bao bì, đúng không ạ? Bởi vì nó chứa cái nước bên trong và chúng ta chỉ tiêu dùng cái nước bên trong thôi. Rồi. Đấy. Thì các bạn có thể cho ý kiến của mình bằng cách trả lời là số 1 hay số 2. Vâng. Và nêu các quan điểm, vâng. đúng không ạ? Vâng, Để. trong lúc mà mà mọi người đang trả lời số 1 hay số 2 thì tôi xin uh, chia sẻ lại uh, cái um, cũng có những cái bạn mới theo dõi chương trình kinh Tài chính Kinh doanh. Thì uh, chúng ta đang có một cái mục tiêu chính đó chính là phát triển bền vững. Lần trước thì chúng ta đã đi về khái niệm kinh tế tuần hoàn. À, chúng ta đã uh, hiểu về JSP, uh, cái cơ chế về tài chính lần trước chúng ta đã nói rồi. Uh, chúng ta sẽ xem các cái, um, hôm nay chúng ta sẽ đến một uh, cái um, thuật ngữ đó là EPA. Ở đây là có thể là hơi bị, uh, ERP thì nó hơi bị nhầm một chút. Đó là chúng ta sẽ nhìn trong cả một cái khung tổng quan làm sao để chúng ta đạt đến cái mục tiêu là net zero. Uh, thông qua cái, uh, vừa rồi thì cái COP28 đúng không anh Long? Chúng ta đã có rất là chia sẻ rất là nhiều về cái uh, uh, khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu rồi. Thì đây nó nằm trong một cái tổng quan chung của Việt Nam. À, đến 2030 và 2050. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thế thì uh, chắc có lẽ là chúng ta đã nhận được rất nhiều cái comment của khán giả để trả lời cho cái câu hỏi vừa rồi rồi. Thế thì uh, bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề thế nào là EPA tức là viết tắt bởi từ Extended Producer Responsibility, tức là trách nhiệm và nhà sản xuất mở rộng. Vâng. Đấy, thế thì chúng ta hình dung rằng là nếu chúng ta là một doanh nghiệp, chúng ta kinh doanh là khi mà chúng ta đã bán cái sản phẩm này đi rồi. Vâng. Đấy. Chúng ta nghĩ là chúng ta đã bán đi xong thu tiền về rồi thì chúng ta hết trách nhiệm, đúng không ừ. ạ? Vậy là nếu như mà bạn bán đi nó không phải là một cái chai này mà nó là một cái ô tô thì bạn có thể nghĩ rằng là mình sẽ có thêm một cái trách nhiệm nữa là phải à, bảo hành này rồi bảo dưỡng vân vân, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà sau đó thì bạn nghĩ rằng là việc mà xử lý sử dụng rồi tất tần tật, tật các cái quyền khác liên quan đến cái ô tô hay liên quan đến cái sản phẩm ở cái chai này sẽ thuộc về người tiêu dùng đúng không à. Người mua. Tôi, tôi nghĩ rằng là chúng ta à. đang có khái niệm và xã hội trùng, lại chúng à. tôi cứ vứt ra đường thôi. Thế à. là có các gọi là các gọi là những nhân viên về vệ um, sinh môi trường là à. phải có trách nhiệm và tu, tu, chúng ta phải hiểu rằng là để có cái tài chính để cho những người làm những cái việc đấy thì lấy từ đâu đúng không ạ? Tôi hình dung như thế này đơn giản này. Cái chai à. nhựa này anh Tuấn biết là nếu mà nó ra vào môi trường nó rơi ra biển đi Và à. anh biết là bao nhiêu lâu nó phân hủy hoặc Vâng. theo tôi biết thì phải hàng trăm đến hàng nghìn năm thì cái nó... này phải hàng ngàn năm mới phân à. hủy được không thế khi mà vào uh, năm 2007 khi tôi đặt chân sang Úc ấy thì uh, uh, tôi sẽ thấy rằng là cái chai này nó hơi khác một chút anh Tuấn à. Đấy. thông thường mà tôi gọi là chai pump ừ. tức là một cái chai rất là to hơn cái chai này sau đó nó có một cái van ở trên ừ. thế thì là khi mà người ta làm cái van để cho mình uống nó sẽ không bị sạc, trẻ con uống nó bị sạc và là mọi người hay thấy là những vận động viên đi xe đạp này ừ. hay là tập chạy nó sẽ uống bằng cái đó nó ừ. sẽ không bị sạc đúng không ạ? Thế họ làm cái chai như vậy thì họ sẽ khuyến khích là người ta sau khi người ta mua một cái chai này xong thì cái 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 chai đó nó rất là có cái giá trị sử dụng, họ sẽ dùng. Thế thì khi mà người ta mua một cái chai có cái pump ở trên ấy, có cái van ở trên ấy thì người ta sẽ có thể dùng cái chai đó đi vào trong toilet à, mở cái vòi nước uống lên lại đổ vào đó thế thì cái chai nó nó sẽ à, thay vì chúng ta chỉ mua một lần uống xong rồi chúng ta bỏ ra môi trường theo cách này hay cách khác ừ. thì chúng ta sẽ tái sử dụng cái chai này chính ừ. chính bản thân chúng ta là người dùng đã đúng rồi đấy thì cái cách đó nó sẽ giúp cho cái việc là cái số lượng những cái bao bì đây chính là cái bao bì của cái sản phẩm đúng ừ. không nó ra môi trường nó giảm đi rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta cần phải hiểu thêm một điều nữa đó là trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng, là nhà sản xuất mở rộng sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý cái bao bì này. Được không? Đấy chúng ta hình dung là như vậy. Chứ không phải là cứ bán, ví dụ tôi là nhà sản xuất tôi bán cái này cho anh Tuấn rồi thì anh Tuấn là chịu trách nhiệm. Vâng. Ở đây thì um, chắc là chúng ta sẽ đi xem về cơ chế tại vì đây là tôi nghĩ rằng là cơ chế này cũng uh, sẽ thúc đẩy để chúng ta có một cái môi trường xanh sạch hơn. Uh, tuy nhiên thì ở đây tôi xin cập nhật đó uh, ở đây cái số liệu ở đây là ngày 15 tháng 12 năm 2023. À, tuy nhiên thì ở thời điểm đó họ đã nói rằng là 20 ngày nữa quy định EPA à, sẽ chính thức có hiệu lực là mùng 1 tháng 1 2024 wow. Và hôm nay là mùng 4 tháng 1 đúng không anh Long à, Các nhà sản xuất nhập khẩu pin, quy dầu nhất, xăm lốp và bao bì sẽ phải có trách nhiệm tái chế sản phẩm à, Bao bì Và quan trọng nhất là bao bì tại vì tôi thấy cái vấn đề này rất là nhiều vâng. à, Và như vậy là các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã sẵn sàng thực thi quy định EPA rồi Ở vâng. đây thì à, có vụ pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường à, cũng có chia sẻ à, về cái vấn đề này ờ uh, ban đấy anh long có nói à uh, epr thì tôi xin phép được nhắc lại epr là gì ở đây anh, mọi người sẽ nhìn thấy rằng là đây là có hai cụm từ cụm từ tiếng anh để viết tắt của epr extended producer responsibility tức là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nói thì nó có vẻ là hơi khó hiểu nhưng mà nhìn sang cái uh, hình tròn uh, chúng ta sẽ nhớ lại lần trước chúng ta đã nói về uh, nền kinh tế gọi là tuần, tuần hoàn đúng không anh long thì cái hình tròn này nó sẽ thể hiện cái trách nhiệm nó không chỉ là khi tôi sản xuất ra đến anh Long là nó sẽ dứt dứt đoạn mà cái chai này nó sẽ quay ngược trở về tôi Đúng và như vậy là tôi sẽ là cái người chịu trách nhiệm trả lời cho cái câu hỏi của chúng tôi ban nãy đó chính là cái nhà sản xuất phải có trách nhiệm chính vì vậy nên là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất à. thì đấy là cái vấn đề mà tôi và anh Long muốn chia sẻ mà bây giờ luật hóa rồi và mà bây giờ là luật anh. rồi và. được không ạ? Uh, chúng ta sẽ đi một chút đó là được thiết kế cái um, EPR này uh, là trên nguyên tắc đó là người gây ô nhiễm sẽ phải trả tiền tức là ví dụ như là tôi là người sản xuất ra cái chai nhựa này và chai nhựa này uh, gây ô nhiễm môi trường thì tôi phải là người trả tiền uh, ở đây thì uh, phải thông qua cái uh, cung cấp tài chính quan trọng nhất đó là mình uh, các cái luật hóa hoặc là các cái quy định phải đưa ra được cái quy tắc để làm sao cái nhà sản xuất họ phải đưa ra được một cái nguồn lực để tham gia vào cái quá trình uh, tái chế này quản lý chất rắn này hoặc là có thể tái chế được các cái rác thải ừ. khán giả kênh tài chính kinh doanh thì có thể đặt một cái câu hỏi rằng là thế làm sao mà bắt được cái ông nhà sản xuất ừ. ông ấy <laughs> chịu trách nhiệm về cái chai này đúng không và à, muốn, nếu không chịu trách nhiệm thì bây giờ làm sao vâng đấy thế thì đúng như anh tuấn nói rằng là cái nguyên tắc căn bản nhất của epr là Yeah, ai mà tạo ra cái này thì người đó phải trả tiền đúng không à, thì à. chúng ta cứ coi như là bắt bỏ tiền vào Đáng. thì là lập tức là phải phải làm thôi thực ra là ừ. ông cha ta đã có một cái câu rất là quen thuộc rồi anh anh long tức là túm người có tóc đúng rồi chứ ông nào cứ có tóc là chúng ta túm thôi thì ở đây thì tôi sẽ đi lại một chút là tại sao có những cái quy định rất là văn minh như vậy ở đây thì về nguồn gốc thì EPR là được cho là của thomas Uh, Linguist có thể tôi phát âm không chuẩn lắm đâu. Đây là một giáo sư đại học luôn vào năm 1990 đã giới thiệu cái ý tưởng uh, người sản xuất phải chịu trách nhiệm với bộ môi trường thụy điển và đề xuất của ông uh, thì uh, hầu hết các cái thành viên của tổ chức uh, hợp tác và phát triển kinh tế OECD cái tổ chức mà việt nam là thành viên ý, thì đều thiết lập các cái EPA như là một cách tiếp cận nhằm ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu chất thải. Đây chính là cái cái tài liệu về cái um, hoặc là cái hướng dẫn của OECD về vấn đề đó anh Long và um, cái ý tưởng này thì đã được uh, chấp nhận một cách rất là rộng rãi. Nếu như anh Long nhìn thấy bắt đầu từ năm 1970 uh, khi ông đưa ra cái ý tưởng này thì uh, sau uh, đến năm ở uh, đây số liệu của chúng tôi có đến 2013 cái tài liệu của OECD thì những cái chính sách được áp dụng ấy anh Long có nhìn thấy như biểu đồ chứng khoán mà mọi người rất là kỳ vọng đúng không? Đúng bắt đầu đó. từ 0 lên đến 350 uh, rất là nhiều. À, trong đó thì API sẽ tập trung vào bốn nhóm. À, anh Long có thể giúp tôi đọc bốn cái nhóm ở bên kia được không? Chúng ta sẽ có ở đây này, 1 hai 3 4, bốn cái nhóm các nhà sản xuất trong vâng. các lĩnh vực khác nhau. Đó, nhóm thứ nhất là nhóm sản xuất bao bì là 17%, đúng rồi. Nhóm sản xuất đồ điện tử, đồ điện tử, electronic là 35%. À đây, nhóm sản xuất các phương tiện vận tải ô tô và pin, đây có battery tức là pin liên quan đến pin xe điện này, vâng. ô tô này là 12% và nhóm sản xuất lốp ô tô là 18%. Thì đấy là bốn cái nhóm chính mà sẽ phải có trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng. À. À, còn lại thì 18% còn lại. À. Thì Ở Việt Nam thì khác. anh Long nghĩ cái chỗ nào cần phải tập trung đầu tiên? Tôi nghĩ cái đầu tiên là bao bì này chắc chắn rồi. À, đúng không Đây, đây cái này. À, Đấy, đây chính là bao bì. Đúng không? Bao bì là rất là tập trung, tại vì thực ra thì ừ. chúng ta vẫn là một nước nghèo. Các Đấy cái đó. sản phẩm như là electronic kia, chúng ta vẫn có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Chúng ta là khi mà sửa đi hoặc là chúng ta không có khái niệm ở trước kia tuổi Đức ấy, khi một cái tivi hỏng ấy, mọi người thường coi như là mua cái mới luôn. Wow. Bây giờ thì chúng ta cũng đang ở cái giai đoạn như vậy. Ô tô Đấy. cũng vậy đúng không ạ? Đúng. Lốp xe thì tôi thấy cũng có thể tái chế rất là nhiều và. Ừ. Nhưng cái electronic này có một cái đặc điểm của chúng ta là sản xuất nhiều nhưng xuất khẩu là chủ yếu. Và ở đây thì uh, chúng ta sẽ xem những cái quốc gia uh, đang uh, áp dụng uh, FPA Ở đây nó sẽ có 3 màu. Uh, cái màu ở đây là xanh thẫm, tức là những cái quốc gia áp dụng FPA là bắt buộc. Anh Long có thể nhìn thấy Canada này hoặc là thậm chí là ở ở phía trên kia là Liên bang Nga đã cái này là, bắt buộc. là hơi cũ rồi nhá. Vâng, cái này ừ. là hơi hơi cũ tại vì Việt Nam thì bây giờ đã là bắt buộc. Vâng. Ở đây thì màu xanh nhạt là tự nguyện ban ban nãy thì tôi có phải đưa Việt Nam ra tôi ở đây trên màu này là màu xanh và. tức là phần tự nguyện. Tuy nhiên thì bây giờ thì Việt Nam đã là một trong những quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á áp dụng API như một quy định bắt buộc. Bắt buộc vì và. vì hôm nay là 4/1 mà 2024 mà chúng ta mới bắt buộc từ mùng 1 1/1/2024 và. và cái bản bản đồ này thì là lấy từ năm ngoái. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta sẽ nhìn thấy chỉ đa phần là cái phần ở châu Phi thì các quốc gia mới chưa để ý đến cái phần của môi trường thôi. Thế còn hầu như là một là bắt buộc, hai thì đã là tự nguyện. Thế thì cái việc ở tại Việt Nam cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đi một chút cho nó có hệ thống. Chúng ta sẽ xuất phát từ luật bảo vệ môi trường năm 2005 chương 8 nếu bạn nào quan tâm. Luật bảo vệ môi trường năm 2014, 2020 và chúng ta có thể xem kỹ điều 54 và điều 55. Điều 54 thì quy định rất là rõ ràng về trách nhiệm tái chế chất thải của tổ chức sản xuất cũng như nhập khẩu cái điều 55 là quy định trách nhiệm thu gom và xử lý chất thải của tổ chức à, cá nhân sản xuất nhập khẩu. Và như vậy thì chúng ta sẽ để thực hiện cái um, luật bảo vệ môi trường 2020 thì chúng ta sẽ có một cái nghị định là nghị định 08 và quy định rất là rõ trách nhiệm tái chế xử lý chất thải về bao bì của tổ chức cá nhân sản xuất nhập khẩu. Quan trọng nhất là bao bì anh Long. Vâng, thì mọi người có thể đọc từ điều 77 cho đến điều 82 của nghị định 08 năm 2022 rồi điều 83 đến điều 85. Thì chúng ta sẽ có hai phần, một là trách nhiệm tái chế. À, vâng. Ở đây có hai cái đơn vị nha hai loại hình đó là doanh nghiệp sản xuất, vâng. ví dụ như ở Việt Nam mà anh nào sản xuất ra cái chai này, vâng. hai là anh nhập khẩu, tức là có những cái sản phẩm này là nhập khẩu về là anh phải có trách nhiệm tái chế này. Vâng. hay tôi nói một cách đơn giản nữa là những cái doanh nghiệp mà sản xuất mà mọi người không không thấy những cái cái bao bì này ví dụ như sản xuất ô tô này, sản xuất ô tô thì mọi người sẽ không thấy cái bao bì của cái linh kiện nhập khẩu đúng không? Đúng vâng. rồi, đấy, bởi vì nó ra cái ô tô rồi. À, thế còn lúc mà nhập khẩu ấy thì nó sẽ có cái bao bì của rất nhiều các cái lô linh kiện nhập khẩu về ừ. và cái bao bì đấy nếu như anh nhập khẩu bằng cái loại bao bì mà khó tái chế thì cái chi phí tái chế của anh bây giờ là bắt buộc và nó sẽ lên rất là cao được không ạ ừ. nhưng mà như vậy thì nó sẽ có một cái uh, mà sự thay đổi về mặt uh, cấu trúc ở trong cái quy trình mà trong cái chuỗi mà À, chuỗi uh, cung ứng toàn cầu nếu như Việt Nam mình có những cái hoạt động nhập khẩu thì thì chúng ta phải thay đổi cái cái bao bì chúng tôi làm việc với một số các doanh nghiệp mà kể cả nhập khẩu và xuất khẩu thì hiện nay cái uh, họ họ đưa ra những cái loại mà bao bì hay là đưa ra những cái uh, loại ví dụ như là sản xuất cáp thì họ sẽ có cái lô anh đoán ạ nó và. có cái lô này trong nó cuốn cáp vào ừ. đấy nên trước đây thì họ làm một cái loại lô đó là xuất khẩu đi hay là nhập khẩu về thì có thể tiêu hủy nó đi luôn, mang đi đốt đi. Đấy. Thế nhưng bây giờ thì họ làm ra một cái lô mà sau khi mà xuất khẩu xong hay là nhập khẩu ấy thì họ lại cho vào một cái cái container và trả về nơi Đó. sản xuất. Đấy. Okay. Và như thế là tái sử dụng luôn. Vừa đỡ tốn kém chi phí mà lại không có cái chất thải gì ra ra môi trường. ở đây chúng ta hình dung rằng là các cái nhà sản xuất hiện tại và nhà xuất khẩu À, và nhà nhập khẩu thì sẽ phải xử lý cái bao bì. Vâng. Đấy, theo quy định uh, của EPA bắt đầu từ 1/1/2024. Nhưng tất nhiên là nó sẽ có lộ trình, không vâng. phải toàn bộ các lĩnh vực không hoàn toàn. Và vâng, nó có chia sẻ điều này không? Vâng, uh, lộ trình thì uh, năm nay là năm 2024, bắt đầu thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 thì uh, những nhà sản xuất nhập khẩu xăm lốp pin ắc quy dầu nhớt và các sản phẩm có bao bì uh, sẽ phải có trách nhiệm tài chính bắt buộc. Vâng. Đây là năm 24 này. Năm 25 là các cái sản phẩm điện điện tử chúng ta nhìn thấy bốn cái nhóm ấy thì nó đang tập trung vào đúng cái bốn cái nhóm đấy anh à. Và bắt đầu từ năm 27, mùng 27, 1 1/1 năm 2027 thì các cái nhà sản xuất nhập khẩu phương tiện giao thông, ô tô xe máy cũng sẽ phải có cái trách nhiệm tái chế bắt buộc đối với cả những cái sản phẩm mà mình nhập khẩu hoặc là mình sản xuất thải ra. Nói Và. chung cứ thải ra cái cái gì thì anh sẽ phải tái sử dụng cái đấy hoặc tái chế cái đấy à. chứ anh không thể để nó ra môi trường thì như thế. Nếu như anh mà uh, sản xuất ra cái chai này đúng không? Nó là một dạng bao bì đây. Vâng. À. Mà cái loại này không tái sử dụng được, hay không tái chế được là anh 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 tốn rất nhiều chi phí. À. Đúng chưa? Thực ừ. ra thì uh, có lẽ là cái vấn đề môi trường ở Việt Nam mọi người đang chưa à. để ý đâu anh Long. Tôi thấy rằng là vẫn có rất là nhiều comment đó là uh, nói chung là phải đủ ăn đã uh, à. hoặc là chúng ta không để ý những cái vấn đề này và thực sự là tôi nhìn thấy cái vấn đề môi trường xanh và số là những cái vấn đề hết sức là cụ thể. Tuy nhiên mọi người đang thấy rằng là OK, tôi rất là muốn môi trường nhưng bây giờ làm thế nào? Làm thế nào để quy được về trách nhiệm hoặc là làm thế nào Để những cái đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu họ phải có trách nhiệm thì Anh Long có thể cùng tôi đi qua cái vâng. uh, Cái mô hình này hay không vâng. Đúng nguyên tắc đó là Anh nào mà gây ô nhiễm anh phải trả tiền Đúng, đúng rồi không ạ? Thì đây là cái cơ chế mà để giám sát này Và kiểm soát à, Chúng ta có ở bên kia là bộ tài nguyên môi trường này Và đây là hội đồng EPA quốc gia vâng. Đấy, Chúng ta lập hội đồng EPA quốc gia Và một cái điều rất là quan trọng Cho cái việc mà À, bắt buộc các doanh nghiệp mà trong các lĩnh vực mà áp dụng EPR bắt buộc ấy từ 11 ừ. 2024 ấy đó là liên quan đóng vào quỹ đóng góp tài chính vào quỹ bảo vệ môi trường. Rồi tức à. là nói chung là tôi là nhà sản xuất thì à. tôi phải đóng góp vào quỹ, vào quỹ và cái quỹ này sẽ chi trả cho đơn vị tái chế, chế đúng không anh? À. À. Còn nếu như mà tôi có một cái kế hoạch tôi có thể tự tái chế thì tôi cũng phải là một là thuê đơn vị tái chế tự mình tái chế và đưa lên cái đơn vị tái chế này và, và tôi báo bày, cáo. và báo cáo đúng không ạ? Như vậy xem ra là quan trọng nhất là có cái trách nhiệm kiểm tra của cái nhà sản xuất này, họ cũng báo cáo khối lượng lên. Và như vậy là chúng ta sẽ nắm quan trọng nhất là nhà sản xuất hoặc là nhập khẩu ở đây đúng không anh Long? Vâng, như vậy thì cái mà trọng tâm ở đây đó là tôi nhìn thấy rằng là chi phí sẽ tăng, tức là à. tốn tiền. Này, một là anh phải đóng góp vào quỹ, đúng rồi. để cho người ta trả tiền cho đơn vị tái chế Đúng. Hai là anh phải tự bỏ tiền ra mà đi tái chế. Rồi, đúng không ạ? Và cái này là bắt buộc và vâng. có sự giám sát. Thực ra không? thì uh, tăng chi phí nhưng mà nó sẽ nghiêng về cái phía đơn vị gây ô nhiễm. Thế ừ. còn cái chi phí mà tái chế thì đằng nào xã hội thì cũng phải trả cho anh Long. Tức là nó phải sẽ phải quy tài. về cái nhà sản xuất. Thế còn cái người tiêu dùng, họ sẽ đứng trước cái cái việc là đơn vị nào mà làm tốt cái công việc này. Vâng. Và với một chi phí thấp thì họ sẽ tiêu dùng. Vâng, đúng nhìn của tôi thế vâng. bởi vì sao về chúng nên chúng ta nhìn vào đây chúng ta nhìn vào cái cấu trúc này chúng ta sẽ thấy rằng là à như vậy thì kiểu gì đấy, anh phải bỏ tiền ra đúng không ạ nếu anh bỏ tiền ra thì uh, nó sẽ có hai cái khía cạnh anh tuấn và vâng. cái khía cạnh thứ nhất đó là cái vật liệu này anh dùng này ừ. đấy. nếu cái vật liệu này hoặc là có khả năng tái chế tốt thì đương nhiên cái chi phí của anh thấp đúng không đấy là chính bản thân của anh có thể kiểm soát được cái việc này và vâng. không đấy là khía cạnh thứ nhất cái cạnh thứ hai đó là góc độ người tiêu dùng, Đấy, có nghĩa rằng khi anh bán cho người tiêu dùng anh phải thiết kế cái sản phẩm này làm sao cái người tiêu dùng một ý, là họ dùng đi dùng lại nhiều lần ừ. được không ạ? thì anh sẽ tiết kiệm chi phí ra tái chế thôi. ừ. Hai đó là anh sẽ phải khuyến khích người tiêu dùng là trả lại cho mình nếu mình tự tái chế, đúng rồi. hoặc là mình tự tự cái này nó rất dễ dùng lại được đúng không ạ? À thì làm bằng cách nào ra một cái cơ chế là họ sẽ đây đơn vị thu gom này người tiêu dùng với đơn vị thu gom à. đó thì họ sẽ trả lại cho mình ừ. thì cái chi phí tổng thể của xã hội nó giảm xuống đúng không ạ được chưa ừ. và chính cái chi phí của chính bản thân nhà sản xuất nó giảm xuống và như thế giá thành của anh sẽ cạnh tranh hơn à, so với những cái đối thủ cạnh tranh cùng ngành mà không làm được cái việc được. như anh như được. vậy thì cái cấu trúc sản xuất cấu trúc sản phẩm cái cấu trúc của một cái quy trình bán hàng và tiêu dùng nó sẽ phải thay đổi. Ừ. Wow. Như vậy là những đơn vị nào có cái quy trình quản trị nó tinh gọn, được. nó kiểm soát được các cái chi phí, làm sao những cái đặc biệt là chi phí tài chế nó sẽ phải đưa vào cái bài toán về tài chính nữa đúng không anh à, Như thế là lợi thế cạnh tranh nó nằm ở đây đấy. Wow. OK, chúng ta sẽ xem về cái quỹ, tại vì tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất ở đây đó chính là cái quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Thế thì theo cái Nghị định 81 thì chúng ta cũng có tính được cái cái số tiền này Theo một cái công thức ở đây có thể là với các bạn thì hơi hơi um, Phức tạp nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái số tiền chắc là phi thôi F Bằng R là tỷ lệ tái chế bắt buộc Chắc là rate V là khối lượng Volume Và FS là định mức chi phí tài chế Đối với cả tại vì có thể có rất là nhiều các cái chai khác nhau Nhưng mà chúng ta sẽ quy lại về một cái định mức Thế thì ở đây thì Tôi cũng cẩn thận tôi đã copy cả cái định mức rồi. Anh anh Long có thể nhìn thấy ở đây. Ví dụ như là một chai hộp nhựa mà nhỏ hơn 500 ml thì 50 đồng một cái. Đây, 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 đấy, đấy, được không ạ? À? Ví dụ như là chai thủy tinh thì độ khoảng 150 đồng một cái. Ừ. Bạn cứ đưa cái công thức vào, bạn nhân ra quan trọng nhất ở đây từ... tiền mà phải bắt buộc đúng không Đây. Cái tỷ lệ tái chế bắt buộc, à. cái tỷ lệ tái chế bắt buộc và cái định mức hai cái này cộng thêm cái V này thì tôi cũng mong muốn nó tăng thôi nếu tôi là nhà sản xuất đúng không ạ nên là cái tôi nếu mà tôi là nhà sản xuất tôi tập trung vào r và fs ừ. nhưng có một cái cách nữa mà bây giờ ví dụ như tôi bán nước trong cái chai này rồi mục đích chính của tôi không phải bán cái chai đúng rồi mục đích chính của tôi là bán nước ở trong cái chai này được không thế thì bây giờ tôi sẽ bằng cách nào đó bán cho khách hàng mà vẫn bán được nước mà không phải bán cái chai rồi. thế Đó. thì anh sẽ tác động vào tỷ lệ tài chế bắt buộc đúng thế Và Đấy. r r là cái mà tôi vừa thì nói Thì nó sẽ đây. giảm được cái chi phí của nhà sản xuất xuống đúng thế thì nó sẽ phải khuyến khích doanh nghiệp là sáng tạo trong mô hình kinh doanh ừ. đúng không ạ và như thế thì nó tạo ra rất nhiều giá trị và tôi nghĩ rằng là đây là một trong cái chính sách mà mà thực sự là có ý nghĩa ở đây thì tôi cũng đấy là cái mục tiêu của chúng ta tôi thì rất là hy vọng là việt nam càng ngày càng xanh à, tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái thách thức thách thức đó anh long cũng đã chia sẻ rồi tài chính sẽ là thách thức đối với doanh nghiệp áp dụng epr uh, thực ra thì chúng ta cũng phải thấy rằng là trong cái quá trình cạnh tranh ấy, không phải doanh nghiệp nào cũng áp dụng chuẩn chỉ và như vậy thì nó cũng có thể có một cái điểm bất công so với một số cái doanh nghiệp mà áp dụng chuẩn chỉ EPR với cả một cái số doanh nghiệp mà tôi thấy rằng là bây giờ tạo ra túi ni lông với cả các cái chai nhựa này toàn là các cái làng hay là các cái hộ thủ gọi là hộ gia đình thì cũng sẽ rất là khó cho cái những cái doanh nghiệp chuẩn chỉ anh Long. Vâng, các cái doanh nghiệp thì sẽ là một cái yếu tố đầu tiên. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cũng phải xem nữa. Đó là cái thực ra thì ở đây là vừa là thách thức vừa là cơ hội về cái cơ sở hạ tầng tái chế, tại vì cái tỷ lệ tái chế rác thải nhựa ở Việt Nam còn khá là thấp. À, bây giờ tôi nghĩ rằng là theo nó cũng là một cái cơ hội để đầu tư vào những anh này nếu như mà chúng ta nhìn thấy cơ hội. Vâng. Thế còn một cái góc độ nữa đó là từ người tiêu dùng anh Tuấn ạ. Vâng. À, nếu như mà chúng ta là người tiêu dùng có trách nhiệm, bây giờ chúng ta đang nói trách nhiệm nhà sản xuất. Rồi. Bây giờ nếu như mà tôi và anh chẳng hạn đi, ừ. chúng ta là người tiêu dùng có trách nhiệm, thì đơn giản thôi, cái anh nào mà cái nhà sản xuất nào cũng là nước, ừ. được chưa ạ? Những nhà sản xuất nào mà sản xuất các loại bao bì tái chế được Được không ừ. à, Hoặc là sản xuất các loại bao bì mà giúp tôi có thể dùng nhiều lần ừ. Thì tôi sẽ ưu tiên tôi mua à. À, Thì từ đó nó sẽ tác động vào cái hành vi của doanh nghiệp à. Cái Đúng đấy đó. tôi nghĩ à. rằng là sẽ rất là khó đấy tại vì tôi thấy bây giờ Thông qua những cái ứng dụng đặt đồ ăn online ừ. Anh Long sẽ thấy rằng là à, mua một cốc trà đi hoặc là một cốc cà phê chúng ta sẽ dùng những cái chai nhựa này và không có nhà sản xuất cái đấy ừ. là một cái vấn đề ừ. mà tôi nghĩ đấy đấy mới là cái thách thức tại vì khi một cái luật đã ra và có những người có thể áp dụng và những cái đơn vị không thể áp dụng là gọi là đơn vị không có tóc ấy ừ. thì sẽ rất là khó thế thì chúng ta phải bắt đầu từ người tiêu dùng chính thế chúng ta vâng. sẽ hỏi khán giả của kênh tài chính kinh doanh nếu như các bạn là người tiêu dùng thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này và hành động của chúng ta sẽ là gì vâng. liệu trăng các bạn có ưu tiên mua hàng của những doanh nghiệp mà gọi anh Tuấn gọi là có tóc, tức là có trách nhiệm để được. xử lý cái bao bì này hay không Đấy, thì hãy để lại comment trong clip này. hoặc là nếu mà option thứ hai là ừ. thôi tôi uh, đang khát cái cái nào rẻ tôi mua ừ. bao bì không nhãn mác cũng được ừ. thì các bạn cho tôi cái phương án số 2 đúng không? Ừ. tức là chúng ta sẽ có một cái cuộc khảo sát nho nhỏ thì chúng ta đều thấy rằng là cái vấn đề nó sẽ nằm rất là từ nhiều bên chứ không phải là chỉ có nhà sản xuất đâu. và, và. ở đây thì uh, tôi cũng xin cập nhật uh, về những cái bất cập về chính sách anh Long thì cần chúng ta cũng cần thêm ở đây bài báo thì đặt dấu hỏi là cần có thêm luật tái chế và tiết kiệm tài nguyên hay không? Tại vì chúng ta đã có luật môi trường rồi. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những cái thiếu những cái quy định khắt khe về tiêu chuẩn. Tại vì chúng ta yêu cầu tái chế rồi nhưng mà tái chế đến mức độ nào? Cái tiêu chuẩn tái chế và chất lượng tái chế cũng rất là quan trọng. Ở đây thì chúng tôi cũng nhìn thấy rằng là những cái quốc gia đi trước như là Nhật Bản này hay là Hàn Quốc này. Uh, hoặc là của singapore thì họ quy định rất là chi tiết Đấy. thì chúng ta cũng có thể tham khảo và có một cái điều mà anh long vừa nói ấy, thì để uh, gọi là quy định những ông nào là những cái ông mà có trách nhiệm ấy, thì họ sẽ có mà cấp nhãn xanh Đấy, à. cấp nhãn xanh tức là ừ. khi mà một cái nhà sản xuất mà các bạn cũng không cần phải tìm hiểu quá nhiều một cái cái sản phẩm này nó sẽ có một cái nhãn màu xanh ở đây thì tôi biết là cái sản phẩm này đã được uh, áp dụng đúng cái tiêu chuẩn đấy rồi như thế tôi là người tiêu dùng thì tôi cứ thấy cái nào nhãn xanh rồi sẽ ưu tiên mua và à. nếu anh là người tiêu dùng có trách nhiệm và... À, và... như vậy thì sẽ tốt hơn và và, và có sẽ có chính sách ưu đãi và như vậy thì ở đây thì cũng có những cái thuận lợi à, vừa rồi tôi nói khó khăn thì ngành xử lý chất thải Việt Nam sẽ còn uh, cũng có những cái thuận lợi tại vì hầu hết chúng ta đang nhập khẩu rác thải để chúng ta tái chế và ở đây thì cũng có một cái doanh nghiệp tôi đưa lên làm ví dụ đó là doanh nghiệp sữa cô gái Hà Lan cũng đã tối tác thực thi EPA nâng cao năng lực thu gom tái chế bao bì tại vì sữa anh anh biết rồi bao bì không chỉ là nhựa đâu mà còn cả là giấy còn phủ các loại nhựa nữa và... và và các các cái chất thải nữa chứ đúng và. không không chỉ có câu chuyện bao bì và, và. Rất là cảm ơn uh, ekip đã tổ uh, đưa ra những cái nghiên cứu vâng. uh, theo cái lộ trình của chúng tôi trong cái chương trình phát triển xanh của kênh tài chính và kinh doanh. Uh, chúng tôi uh, hy vọng rằng là với chương trình này thì mọi người sẽ hiểu hơn rằng là bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 2024. Vâng, tôi uh, sẽ để uh, ở đây mùng 1 tháng 1 2024. Uh, các nhà sản xuất sẽ có trách nhiệm lớn hơn. Vâng. Đấy, nhưng mà đồng thời chúng tôi uh, với uh, là những người mà làm chương trình này trên kênh này Chính kinh doanh cũng muốn là người tiêu dùng cũng có trách nhiệm lớn hơn đúng rồi thì để cho chúng ta hướng tới một cái lộ trình phát triển xanh cho toàn bộ nền kinh tế Việt Nam và từ đó là hướng tới phát triển bền vững thế còn từ phía góc độ các doanh nghiệp chúng ta cần phải nhận thức rõ tất cả những cái vấn đề này và từ đó đưa vào trong chiến lược kinh doanh của mình và với nhà đầu tư cũng như vậy bây giờ người ta đầu tư theo ESG rồi ừ. thì Uh, các cái nhà đầu tư tổ chức trên thế giới họ đều hướng đến đầu tư theo ESG và chúng ta cũng không thể tránh được cái quy luật đó và các doanh nghiệp nào mà đạt chuẩn ESG thì thông thường sẽ có định giá cao hơn Đấy là một cái mà chúng ta có thể thấy với cái xu hướng uh, trên thị trường cả thị trường kinh doanh, sản xuất kinh doanh lẫn thị trường tài chính trên toàn cầu và chương trình của chúng tôi cũng đã dài và hy vọng rằng là uh, một năm mới các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ chúng tôi để phát triển cái chuỗi phát triển xanh này của chúng của chúng ta và hãy nhấn vào nút like hãy để lại comment trong clip trả lời các câu hỏi của chúng tôi và đăng ký kênh tài chính kinh doanh xin hẹn gặp bạn chương trình đào tạo CMA Australia quản trị và tài chính chiến lược trực tiếp đào tạo bởi giảng viên Long Phan CMA Australia bao gồm hai nền tảng chính quản trị chiến lược tinh gọn quản trị tài chính chiến lược CMA cung cấp kiến thức thực tiễn dành cho nhà quản lý tại Việt Nam. Giao dịch dễ dàng, đầu tư nhanh chóng. Từ ngày 8 tháng 3 năm 2023, Topi chính thức ra mắt tính năng giao dịch trên website, giúp khách hàng có thể dễ dàng tham gia đầu tư và trải nghiệm các tiện ích vượt trội. Trên cập website www.topi.vn để trải nghiệm ngay bạn nhé! AFA Capital là đơn vị cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn, quản lý danh mục đầu tư và quản lý tài sản đối với khách hàng cá nhân, Wealth Management. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp các giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. AFA Capital luôn cố gắng phát triển các giải pháp và dịch vụ mới để mang giá trị đến với khách hàng. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.